Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái clip để kết nối điện thoại iPhone với máy của đầu DVD của xe Toyota nhé. Thì để kết nối Apple CarPlay rất là đơn giản thôi. Thì để kết nối Apple CarPlay thì mình phải vào phần cài đặt. Và phần cài đặt này, chúng ta sẽ vào phần CD và tìm kiếm này. Ta sẽ phải bấm vào bật CD lên. Phải bật CD lên thì nó mới kết nối được. Và iOS phải cập nhật cái iOS mới thì mới có thể sử dụng được. Sau khi đó ta sẽ kết nối cáp sạc với cổng USB của điện thoại. Đấy, sau khi kết nối xong thì đấy, thì ta sẽ vào phần Apple CarPlay. Ở đây thì sẽ có bản đồ này. Đây bản đồ này. Bản đồ này có thể kết nối được với tin nhắn này. Đấy, nhắn tin này và kết nối điện thoại trên này này. Đấy. Đấy, các cuộc gọi ta thể thực hiện rất là đơn giản và có thể là sử dụng CD để yêu cầu hỗ trợ nhé. Đấy, rất là nhiều cái tính năng ở đây, có thể phát nhạc này, phát nhạc nhanh trên đây này. Ở đây mình không có nhạc. Còn đây là sẽ có bản đồ. Cái hay dùng nhất là cái bản đồ này. Cái bản đồ này thì sử dụng cái bản đồ này anh em sẽ cài bản đồ Google Map vào là được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có đây Google Map này, sử dụng Google Map thì sẽ tiện hơn. Đấy, nó sẽ dùng bản đồ của Apple Map và Google Map thì anh em có thể tùy chỉnh nhé. Hoặc là nghe nhạc Zing MP3. Đấy. Rất là hay luôn. Đây sẽ sử dụng Wi-Fi hoặc 3G để nghe nhạc luôn. Cái này 3G sẽ dùng 3G của điện thoại nhé. Đây ta sẽ dùng 3G của điện thoại. Cái điện thoại sẽ là cái thiết bị để chính. 3G của mình nó đang không có. À đấy, đang đúng hot là việc. Đấy. Đấy, anh em có thể nghe nhạc bằng cái này luôn. Cài đặt lịch trên này luôn. Đấy. Rất đơn giản thôi. Và phải sử dụng cái phần mềm iOS mới nhất thì sẽ được nhé. Đấy. Thì nếu mà anh em có cần hỗ trợ gì thì hãy gọi theo số hotline ở dưới của mình nhé.